À, bây giờ cô sẽ chỉ mấy bạn à. Lò cái đầu qua đây đi, để đi. À, đừng để lại. À, lấy cho À, cô nó cái đâu cục rồi? phấn với lại cái thước. À, cô có thước rồi, lấy cho cô cục phấn. Đây, 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 cục cảm ơn cô. Khó quá. Rồi, mình làm khuy á, ví dụ như đây là cái áo thì bạn sẽ làm khuy ở mặt phải cho cô nha. Làm khuy ở mặt phải. Rồi, thì ví dụ như đây là cái cổ áo nè. Thì đây là cái chân áo, từ chân áo xuống á. Đối với áo sơ mi là nó khoảng là 7 cm nha. Thường á là trung bình là khoảng đó. Nữ nam gì cũng vậy hết ha. Rồi. Đó là 7 cm. Rồi khoảng cách từng cái nút á là từ 9 đến 11 cm. Tùy thuộc vô 9 đến 11 cm là tùy thuộc vô cái phần lai lên. Nếu lai lên còn ít thì mình cho cái khoảng này nó nhỏ lại 9 thôi. Nếu cái lai còn nhiều thì mình cho cái khoảng cách những cái nút này nó hơi rộng ra một tí. Hiểu không? Rồi, từ ở ngoài cái nẹp vào là 1 phân rưỡi. Như vậy hai bên mấy bạn sẽ làm cho cô 6 cái khuy. Làm khuy á, lúc đầu làm không có đẹp. Một hai cái khuy nào mình không thể nào mình làm đẹp được. Từ từ mấy cái sau mình làm mới đẹp. Và cô chấm, cô lựa cái nào đẹp nhất cô chấm nha. Rồi giờ cô bấm một cái khuy. Mấy bạn thấy có khi người ta làm khuy ngang vậy nè, có làm khuy dọc. Thì thường những cái khuy một phân á, khuy sơ mi á, ta làm khuy khuy thẳng. Còn cái khuy ngang để những cái nút to khoảng từ 2 phân đến 3 phân trở lên thì người ta mới làm khuy ngang. Giống như quần tây, áo áo vest á, người ta làm khuy ngang để cho nó không có giật cái nẹp này ha. Thì giờ mình là học làm khuy thẳng thôi. Rồi mấy bạn gấp cho nó đều, mấy bạn sẽ bấm khuy cho cô, mình làm khuy một phân ha. Đó, thì mấy bạn sẽ bấm cho cô đúng một một phần nha. Rồi mình làm khuy có thể làm chỉ đôi hoặc chỉ chiếc thì tùy, nhưng mà những cái vải hơi dày dày mình làm chỉ chiếc thôi, còn những cái vải hơi mỏng mỏng mà nó tưa tưa thì mình làm chỉ đôi. Rồi khi mình làm ở đây là cái phần bâu nè, mình làm ở đây là người ta gọi là cái đầu khuy, thì mình làm nó phải tròn ngay chỗ này, còn đây là cái đuôi khuy ha. Mình làm từ đuôi khuy mình làm lên nè, từ dưới đây nè. Đầu tiên mấy bạn nè, ngay chỗ này, ngay chỗ cái mấy bạn làm á là nó cách cái đường xẻ đó là khoảng 1 ly như thế này, thấy chưa? Thấy chưa? Ngay cũng ngang cái đường bấm nè, từ dưới chĩa lên nè, thấy chưa? Nha. Rồi mình làm mình xỏ xỏ chỉ, đừng có dài quá, canh làm sao cho nó vừa cái khuy thôi. Cái này cô làm nó hơi dài đó, tại mình làm nó chừng nó bị rối nha. Rồi như thế này nè, cứ cách khoảng 0,3 mm nè, khoảng nửa mm nha, làm hơi khích khích nó mới đẹp nha. Thấy chưa, làm vậy nè, thấy hết chưa? Rồi mình vòng ở cái đuôi lên nè, trời hết thấy nè, vòng cái đuôi lên nè, thấy chưa? Rồi cứ như vậy làm hoài, bạn nào thấy rồi thì xuất ra, nhưng mà đừng có đi tại vì còn tiếp nữa, cho bạn khắc nhìn cái cho thấy chưa. Rồi cứ như vậy mình làm hoài. Giờ cô làm cho nhanh nha, nên cô làm nó không được đều nha, nên cô hướng dẫn các bạn cho cái phần kia đó. Đó cứ như vậy mình làm hoài, mà làm sao mà cho nó đều, nó đẹp nha. Cô làm thưa thưa ra nha, giờ cô làm không đều nha. Cô làm mới nó nhanh. Ý là hiểu trình độ mà nó đâu rồi đó ha. Các bạn phải chờ lâu. Nói chung mốt quá luôn vắt hoặc là làm khuy thì mình chọn cái chỉ nó tẹp với lại màu vải. Nhưng mà bây giờ cô kêu mấy bạn làm chỉ nổi, để cho cô dễ thấy mấy bạn làm xấu cô dễ trừ điểm. Hiểu không? Chứ mốt một khi mà mình lên sản phẩm thì mình đừng có làm cái màu nổi nha. Ví dụ như luôn vắt là càng phải giấu để cho người ta không có thấy cái đường chỉ bên ngoài. Mà mình có làm không khéo mà ví dụ như cái chỉ nó tẹp màu thì còn ít thấy.
hiểu không? Chứ mốt mà tự nhiên làm cái lai áo màu trắng chơi màu đen, nhớ lại hồi lâu cô Quyên chỉ làm nhớ là chừng nào, ví dụ như mình trang trí giống hồi nãy cô nói, cái đường mà cái đường lượt mà mình làm khích á, mình lượt qua bên ngoài, ví dụ như cái bâu này nè, mình làm cái đường viền xung quanh vậy đó, hoặc là cái nẹp áo mình làm thì mình làm cái chỉ màu nổi, và mình làm lúc đó mình làm là mình làm chỉ đôi nha. Nè nhớ đừng có làm lộn nha, có nhiều bạn làm ngay chỗ này thì không biết sao mà nó ra được ngoài đây á. Cái đường này xích sắt ở đây, còn đường này ngoài là nó như vậy nè nha. Nhưng mấy em nè, mấy bạn nhớ nè, chỉ móc cái này lên thôi nè, thấy chưa? Nó xem chút rồi cho các bạn xem. Các bạn cho keo hộp xuống cái đi. Trong kẹo thôi. Rồi bây giờ nè, cái đầu này nè, cái đầu này nè, mình làm cho cái đầu này nó tròn cho đẹp. Mình phải lấy cái ngón tay mình căng cái đầu này ra nha, để cho cái đầu này nó tròn cho đẹp nha. Về trước đỡ mất công mà mắc đờn. Thằng Diệu có khen qua đây đứng này hay? Thằng Diệu có. Tự nhiên thôi. Bước lên cái này vô mặt. Chưa? Thấy cái đầu này hơi tròn chưa? Mình làm cho nó hơi vậy đó nha. Rồi mình làm tới cuối cùng. Rồi. Cái đuôi khuy nó còn một chỗ, một cái này thì nó giống, nhưng mà cái phần đuôi khuy cô sẽ kết cái đuôi khuy lại thì tụi em sẽ xem. Chút gì mượn điện thoại của bạn này nè. Bạn này tên gì vậy bạn? Dạ. Linh. Em tên gì? Linh. Tao quánh không em mặt mày. Lên nói vậy chút nó không cho xem mà đừng có la. Trừ thằng đó ra không cho coi. Thôi phay phút gì cũng biết thôi, nó đưa lên phay nha, không coi cho mới hết thôi. Năm hả? Phải coi trực tiếp xong về coi cái clip mới dễ hiểu chứ. Mày tự ra khỏi group là tao không áp vô lại được. Tao đâu có ra khỏi đâu. Các bạn thấy cái phay tao mới tạo phay mới. Coi cái trường hợp đó là ba nấu phương luôn cô. Thôi cái này đừng có đưa lên Facebook nha. Phay của lớp mà cô. Hả? Phay của lớp không hả cô à? Đưa ra ngoài. Cô sẽ chọn cái khuy nào mà đẹp nhất cô chấm nha. Các bạn làm 6 cái khuy đây là đủ rồi. Dễ này làm dễ nè, nó tua thì bạn phải làm chỉ đôi á. Thì cô nói mấy em á là chọn vải đứng mình cho nó dễ dễ may. Đã mình may chưa có quen mà mình còn ha chọn cái vải khó may nữa, giống như là muslin hay là phi bóng hoặc là von là thun là may khó lắm nha. Rồi nè, tới đây nè. Nè ngay đây cái đầu là tròn rồi nha. À, cái đầu này cho chỉnh cho nó tròn tròn rồi
Ngay đây mình chỉ kết lại thôi cho nó chắc cái đuôi này thôi. Rồi kết này lại như vậy thôi nè em. Kết qua 2, 3, 4 Cái này đâm kim vô. Nè, đó. Sao đậu không vậy? Cứ vậy thôi, kết qua kết lại vậy thôi. Vậy là nhắn là ở dưới là ngang, ở trên này tròn vòng. Đúng rồi, đúng rồi nè. Đó, ở dưới thì thế này. Nè, ở dưới thì mình kết đây. Ở trên thì cái đầu nó hơi tròn vậy nè, thấy chưa? Rồi xong rồi mình lại mối. Nãy giờ cô nói lại mối, mấy bạn biết không? Nó lại mối lần dày nè. Nè, rồi dày nè, là xong. Nha. Mấy gì hết. Rồi. Đâu, cái chỗ lại mối thì biết rồi, lúc này không biết cái lại